hôm nay Rockstar đang tiến hành nâng cấp Turbo Inlet cho McLaren 720. Tại sao chúng ta lại nâng cấp Turbo Inlet này? Thì có nghĩa là khi mà cái Turbo Inlet này chạy với nhiệt độ cao trong thời gian dài á, thì cái turbo nó sẽ lấy gió từ cái cổ này. Cái zin của con 720 á, nó được làm bằng nhựa. Thì sau khi chạy một thời gian á, với tác động của nhiệt độ, mà mọi người phải biết là cái nhiệt độ của động cơ của những cái dòng siêu xe nó rất là nóng, nhiệt độ rất là cao, thì cái nhựa này nó sẽ bị đây, mọi người quay chi tiết vô trong này, thì cái những cái nhựa này nó sẽ bị rạn và có thể rơi ra, hoặc là nó hút vô cái turbo thì nó sẽ không có tốt. Đó là nguyên nhân tại sao chúng ta phải nâng cấp cái turbo anh lấy này đây, và chúng ta sẽ thay với nó bằng hoàn toàn bằng cái xô. Thì nó thứ nhất là chịu nhiệt tốt hơn và không có cái vấn đề mà nóng rồi bị rạn ra để mà bị hút vô cái turbo. Đối với các dòng xe McLaren 720 mà chạy trên 10.000 km á, thì chúng ta nên thay cái turbo inlet này. Thứ nhất là tốt cho xe để mà động cơ nó chạy tốt hơn và nó không có hại cái máy của mình. Mọi người nên thay càng sớm càng tốt. Đó là nguyên nhân vì sao chúng ta phải thay cái turbo inlet này. Và để tiến hành thay cái turbo inlet nữa cực kỳ kỳ công với đội ngũ kỹ thuật, tại vì nó nằm ở một cái vị trí, thứ nhất là ở bánh sau và hốc phía trước, nhưng mà nó rất khá là chật hẹp. Cameraman có thể quay chi tiết vào đây, có nghĩa khó vì cái turbo nó sẽ nằm ở đây, thì mọi người sẽ thay nó vào trong này, rất là khó luôn, vào trong này để mà đưa cái họng gió ra đây để mà lấy gió từ bên ngoài.